Nhận định bóng đá Wolverhampton với Leeds United. 3 giờ ngày 20 tháng 2, trận đấu Wolverhampton với Leeds United tại vòng 25 ngoại hạng Anh. Wolverhampton và Leeds United là cặp cân tài cân sức khi họ lần lượt đúng ở các vị trí thứ 11 và 12 trên bảng xếp hạng giải ngoại hạng Anh. Trong đó, The Gwai là đội bóng xếp trên với 32 điểm sau 23 trận. Wolverhampton xếp ngay sau với 2 điểm ít hơn nhưng lại thi đấu nhiều hơn 1 trận. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Leeds United đang thể hiện lối chơi bốc lửa dưới bàn tay của gã điên Marcelo Bielsa. Nhưng trước khắc tinh Wolverhampton, rất có thể đội bóng liều lĩnh ấy vẫn sẽ phải bó gối quy hàng. Lần đầu tiên trở lại Premier League sau 16 năm xa cách, Leeds United đã buộc cả giải đấu phải liên tục nhắc đến họ nhờ lối chơi liều mạng. Thuyền trưởng của đội bóng này, huấn luyện viên Marcelo Bielsa, là tín đồ thuộc loại quá khích của bóng đá tấn công và không bao giờ chấp nhận Leeds United đá phòng ngự bất kể gặp đối thủ nào. Nhờ triết lý bóng đá ấy, các trận đấu có Leeds United luôn rất kịch tính và họ giành tới 10 chiến thắng từ đầu mùa để leo lên thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League. Với 13 điểm nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ khi mùa giải chỉ còn 14 vòng đấu, Leeds United đang có được vị thế khá an toàn. Liều ăn nhiều, nhưng liều cũng dễ chết. Trên thực tế, đội ngũ trong tay huấn luyện viên Bielsa chưa đủ dày, đủ mạnh để họ gặt hái thành công rực rỡ với lối chơi tấn công. Sự hung hăng chỉ giúp Leeds United bắt nạt những kẻ yếu bóng vía như West Brom, Crystal Palace, Sheffield United hay Burnley. Còn trước những đại gia lão luyện trận mạc hoặc những đối thủ quái kiệt như Wolverhampton đêm nay, sự liều mạng lại đưa thầy trò huấn luyện viên Bielsa tới những thất bại lấm lưng trắng bụng. Từ đầu mùa, Leeds United đã thua 5 trong 7 trận đối đầu các đội Big Six tại Premier League và cũng phơi áo không một khi đón tiếp Wolverhampton tại vòng 5. Đấy là thất bại khá sốc khi lần đầu sau 12 trận sân nhà trên mọi đấu trường, Leeds United mới để một đội khách ra về với chiến thắng. Nhưng kết quả này, ở khía cạnh khác lại không gây ngạc nhiên vì đó đã là lần thứ tư liên tiếp Wolverhampton quật ngã Leeds United trong những cuộc đụng độ. Wolverhampton, với lối chơi phòng ngự phản công sắc lẹm dưới thời huấn luyện viên Nuno Santo, luôn biết cách trừng phạt Leeds United. Ở chiến thắng 1, không kể trên cũng vậy, Leeds United chiếm ưu thế cả trận nhưng chỉ sút trúng cầu môn 2 trong 13 lần. Càng bắn trượt, họ càng nôn nóng dâng cao hơn nữa rồi bị đánh bại sau khi cú sút của tiền đạo Jimenez bên phía Wolverhampton đưa bóng đập người một hậu vệ Leeds United và làm bó tay thủ thành Meslier. Wolverhampton lúc này cũng đang có được cái duyên may như thế. Họ vừa lội ngược dòng đánh bại Southampton 2-1 ngay trên sân khách với điểm tựa là một quả penalty sau tình huống Semedo sút bóng trúng tay hậu vệ đối phương trong vòng cấm. Nhờ vậy, Wolverhampton có trận thứ 3 liên tiếp bất bại tại Premier League sau khi hạ gục Arsenal 2-0 và cầm chân Leicester 0-0. Những kết quả ấn tượng ấy cho thấy, Wolverhampton đang tìm lại được sự ổn định cả về lối chơi lẫn bản lĩnh sau chuỗi 8 trận không thắng kéo dài từ hạ tuần tháng 12 năm 2020 đến hết tháng 1 năm 2021. Và sự trở lại của một khắc tinh như thế là điểm xấu, báo hiệu một thất bại nữa cho Leeds United trên sân khách sau khi họ vừa bị Arsenal tàn sát tới 4-2 trong chuyến xa nhà mới đây. Dự đoán 3-2.